Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Thưa quý vị và các bạn, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là một trong 6 nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Đảng và nhà nước. Với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, công tác sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm qua đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo theo quy định pháp luật về tiêu chí, điều kiện, góp phần đổi mới nền hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh sau đây. Năm 2021 được xem là một năm đánh dấu sự thành công trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy. Đối với cấp tỉnh đã giảm 34 phòng thuộc sở ban ngành, giảm 4 chi cục, giảm 21 phòng thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục và tương đương thuộc sở ban ngành. Đối với cấp huyện đã thực hiện giảm 10 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, trong đó có 9 phòng y tế và 1 phòng dân tộc. Sở Nội vụ cũng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh là xây dựng cái phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị định 120 của Chính phủ. Thì kết quả đã đạt được như sau. Đối với cấp tỉnh thì đã tổ chức lại trung tâm lưu trữ lịch sử trực thuộc chi cục văn thư lưu trữ thành trung tâm lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ. Cái thứ hai đó thì dự kiến sẽ thành lập một phòng chuyên môn trực thuộc trung tâm quan trắc và môi trường và thành lập một cái hội đồng quản lý đối với trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, khi thành lập thì sẽ không tăng biên chế trong cái đơn vị này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi thành lập các đơn vị này thì phải là những đơn vị sự nghiệp tự chủ. Đây là một cái điểm mới. Cái thứ ba thì sẽ giảm được 33 phòng đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp tỉnh. Còn đối với cấp huyện thì giảm 11 đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực thông tin, văn hóa, thể thao. Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị đã tiến hành sáp nhập các phòng, tổng hợp, quy hoạch, pháp chế, kinh tế, khoa giáo, văn xã thành phòng tổng hợp, sáp nhập phòng đầu tư và phòng đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư thành phòng đầu tư và thẩm định. Cơ cấu lại đội ngũ, công chức và biên chế các phòng nghiệp vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, đồng thời ban hành quyết định quy định chức năng nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng. Qua kết quả sắp xếp, bộ máy tổ chức của sở còn 5 phòng và 1 đơn vị sự nghiệp, giảm 3 phòng. Về lãnh đạo cấp phòng giảm 1 trưởng phòng, số lượng phó phòng không thay đổi do đơn vị thực hiện luân chuyển lãnh đạo từ phòng đơn vị thừa sang đơn vị thiếu đúng số lượng cấp phó theo quy định. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy đó và các phòng chuyên môn đó, thì cũng tạo điều kiện là tập trung về một đầu mối, giảm bớt trung gian, hạn chế tình trạng chồng chéo trong cái công việc, giảm được đội ngũ cán bộ quản lý, tăng đội ngũ cán bộ tham mưu, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tham mưu cũng như giải quyết kịp thời các nhiệm vụ được giao và nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có đủ phẩm chất, năng lực làm việc thực hiện có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thì bên cạnh đó thì còn là cơ sở để rà soát sắp xếp lại vị trí việc làm cho phù hợp, giải quyết các chính sách cho thôi việc, tinh giảm biên chế đối với công chức viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời thì cũng tăng tính chủ động của cho đơn vị trong việc bố trí phân bổ biên chế cho các phòng chuyên môn trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm. Thì đơn vị cũng đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cơ cấu biên chế phù hợp với chức năng nhiệm vụ của phòng chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm. Về số lượng cấp phó đó, thì cũng thực hiện đúng theo số lượng quy định, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn ngạch công chức. Từ đó đã phát huy được năng lực sở trường của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và năng lực hiệu quả hoạt động góp phần để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức lại các phòng chuyên môn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phân cấp mạnh mẽ, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Sau khi sắp xếp, Sở Tài chính có 5 phòng và tương đương gồm văn phòng, thanh tra, phòng quản lý ngân sách và tài chính hành chính sự nghiệp, phòng tài chính đầu tư và phòng quản lý giá, công sản và doanh nghiệp. Giảm 2 tổ chức hành chính và giảm 2 chức danh trưởng phòng và 1 chức danh phó trưởng phòng theo cơ cấu. Sở cũng hoàn thiện việc sắp xếp bố trí công chức theo vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng,
đảm bảo phù hợp với đề án vị trí việc làm. Chúng tôi cũng không ngừng nâng cao được cái chất lượng đội ngũ công chức thông qua cái công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. Rồi chúng tôi thường xuyên là cử công chức tham gia các khóa học chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn về nghiệp qua nghiệp vụ. Thì nhìn chung thì đội ngũ công chức của sở cơ bản là đủ về chuyên môn, đủ năng lực, đủ về phẩm chất đạo đức để đáp ứng được cái yêu cầu phát triển về hội nhập quốc tế. Ba là chúng tôi cũng tăng cường đổi mới, cải tiến cái phương thức làm việc thì nhằm là nâng cao cái hiệu lực hiệu quả hoạt động trong cái quản lý nhà nước. Thì bên cạnh đó thì việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thì nhằm đáp ứng, nhằm đóng góp được cái xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số thì cũng được Sở Tài chính quan tâm thực hiện. Thì 100% cái công việc của Sở Tài chính thì được xử lý trên hệ thống quản lý văn bản. Tỉnh Sóc Trăng cũng đã hoàn thành việc quy định lại số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện, đảm bảo nguồn lãnh đạo quản lý thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, trong đợt sắp xếp tổ chức bộ máy đợt này không thực hiện giao số lượng cấp phó đồng điều giữa các cơ quan với nhau nhằm tránh tình trạng vừa thừa vừa thiếu lãnh đạo quản lý, tạo tính chủ động trong giải quyết công việc cũng như tính chất, quy mô hoạt động đặc thù của từng cơ quan, đơn vị và tạo điều kiện để bố trí sắp xếp, điều chuyển nhân sự một cách hợp lý, đảm bảo một đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền hành chính. Kết quả, cấp tỉnh, đơn vị có 2 phó giám đốc, có 2 đơn vị có 3 phó giám đốc, có 14 đơn vị có 4 phó giám đốc, có 2 đơn vị. Đối với cấp huyện đã bố trí số lượng cấp phó cơ quan chuyên môn một cách phù hợp với từng nhiệm vụ được giao. Sở Nội vụ cũng tham mưu Ủy ban nhân tỉnh quy định số lượng cấp phó cho từng đơn vị trực thuộc và thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Trên cơ sở đó thì tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí đề bạt nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chức danh khi được bổ nhiệm. Rồi tích cực chủ động rà soát quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của đơn vị mình, tránh cái tình trạng là chồng chéo, bỏ trống chức năng và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Cái năm 2022 đó và những năm tiếp theo thì Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung để hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện khi có quy định sửa đổi bổ sung hoặc thay thế của chính phủ, và rà soát hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức theo hướng tinh giảm đầu mối trực thuộc, rồi giảm trung gian, giảm số lượng cấp phó theo quy định của khung của chính phủ và phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị địa phương. Đồng thời cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ và khoa học, nhất là công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong thời gian tới, tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, rà soát hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan tổ chức theo hướng giảm đầu mối trực thuộc, giảm trung gian, giảm số lượng cấp phó, cấp hàm theo quy định khung của chính phủ và phù hợp với đặc điểm tình hình của từng huyện, thị xã, thành phố. Chương mục cải cách hành chính kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.